tử Nguyễn Phước Thành Tâm và Phạm Trần Nguyễn Minh Anh trước Tam Bảo phát nguyện kết hôn. Hai con đã phát nguyện trước Phật Tiền quy y Tam Bảo, nguyện trọn đời yêu thương nhau để cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Đeo chiếc nhẫn này để nhắc nhở hai con phải nhớ là nhường nhịn và yêu thương nhau, vì cái tình cảm, vì cái tình yêu của hai đứa mà bỏ qua tất cả những cái sai, cái lỗi của nhau để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Cuộc đời chúng ta không nên nhìn về quá khứ. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong gia đình, trong cuộc sống. Đách chỉ mong muốn con hãy sống bằng chính thực trái tim của mình. Cho dù nghèo khó hay giàu hay bệnh tật, con và Tâm hãy thay cho Đách, thay cho mọi người sống cho thật tốt. Sống bằng tất cả trái tim của mình, hãy yêu thương nhau từng phút từng giây. Thank you.
Con cảm ơn ông đã sinh con ra và có được ngày hôm nay. Vợ chồng con cảm ơn ông vì cái ngày lễ hằng rộn mà không có dự cùng con được. Vợ chồng con lại một lại vì cảm ơn ông. Con cảm ơn ông bà nội. Cảm ơn mà nội đã nuôi con tới nghe. Cảm ơn mà nội nhận con đi một lại nữa. Đó là cảm ơn của tụi con vợ dùng con. Cảm ơn mà ông mà nội. Con cảm ơn bà ngoại vì đã cho con một người mẹ có thể hiểu được con. Có một người mẹ cũng có thể hiểu được tâm lý của con gái mình và có thể làm cho con có được ngày hôm nay. Con cảm ơn bà ngoại. Con xin bà ngoại nhận vợ chồng con một lại. Người cuối cùng là đế. Mặc dù là đế với con không có gặp nhau nhiều vì công ty, vì đế phải đi làm, nhưng mà đế hay gì đế nói, đế hành động cũng giống như con nói, hay gì con không hứa mà con hành động. Con cảm ơn đế. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, cố gắng đi làm để có thể phụ dưỡng mọi người. Con phụ lòng mọi người để có thể xác định con ra ngày hôm nay. Con cảm ơn. Là con muốn cảm ơn lần nữa vì buổi tiệc ngày hôm nay mỗi người đã có mặt đầy đủ, không vắng một thành viên nào. Con xin cảm ơn mọi người. Thưa quý vị, trong cuộc sống chúng ta có nhiều cái sai lầm, nhưng mà mọi chuyện đều được sắp xếp để nó xảy ra theo đúng cái quỹ đạo của nó. Không có điều gì là quá tệ cả, quan trọng là cách chúng ta đối diện nó mà thôi, đúng không ạ? Và bạn đã chọn một cách đối diện rất là hay, rất là văn minh, đó là nhìn thẳng vào vấn đề, bước tiếp và sống thật hạnh phúc. Và con người chúng ta cũng chỉ cần hai chữ hạnh phúc mà thôi.